Bây giờ anh cho em xem kế hoạch tuần tra kiểm soát ạ. Anh chạy hết xe em nhá. Em muốn vâng. xem, anh mời em về cơ quan. Không, em xem trực tiếp tại đây. Không, đây em đang phát trực tiếp đây ạ. Vâng. Các anh vào hỗ trợ em với ạ. Em đang đỗ xe ở Trần Thủ Độ mà đường ở tận bên kia mà đỗ vào tận đây các anh đang... Đây ạ, các anh ạ, biển thì ở tít ngoài đường này. Mà bây giờ là các anh ý bắt em lỗi cấm dừng cấm đỗ ở trong này không có biển. Không có vạch kẻ đường. Còn đâu các anh cho em xem chuyên đề với cả kế hoạch. Sau rồi em sẽ xuất trình đầy đủ giấy tờ. Trước hết là anh là người vi phạm, yêu cầu anh chấp hành. Bây giờ còn, bây... còn không. Anh nói thì cho em đang phát trực tiếp đúng không? Vâng ạ. Thế em nói cho anh nói vâng. đúng không? Vâng. Anh nói xong em nói giải nói. Vâng. Hiện tại em đang vi phạm, anh yêu cầu em chấp hành việc kiểm tra. Còn việc thứ hai em có đề nghị anh là cho em xem kế hoạch tuần tra kiểm tra đúng không? Vâng. Anh mời em về đơn vị. Không không, em không về, em xem trực tiếp tại đây không ạ? Anh, nguyên tắc là bắt buộc phải trực tiếp ở tại đây. Không thế thì em cũng từ chối anh kiểm tra giấy tờ còn đâu anh cẩu xe em thoải mái luôn. Ừ. Em thoải mái luôn. Thế anh rồi. Còn đâu em sẵn sàng tại vì ở đây em cũng bây giờ anh trả cho em xem kế hoạch chuyên đề thì em biết được các anh là ai. Em ơi, anh có từ nhà đường, đang bị sẵn đúng rồi. Nhưng mà có tất cả. Đây không. Là cái nhà nước quy định, luật quy định. Vâng, em từ trang khắc phục này còn anh được phát. Không em biết là các anh được phát rồi nhưng mà cái chính là các anh đi làm là phải có kế hoạch chuyên đề cũng giống như em đi. Thế thì anh cho em cho em xem. Anh dây đều em nhá, anh là thanh tra giao thông, đội thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai. Tên các em ở đây là đội cảnh sát giao thông trật tự quận Hoàng Mai và đây là đang là địa bàn của quận Hoàng Mai. Vâng, em kế hoạch của bọn anh hàng ngày đang đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mình quản lý. Vâng. Còn em muốn cần yêu cầu cái gì anh mời em về trụ sở. Vâng, không anh đảm bảo em đại loại là xe em đỗ ở đây các anh bắt em ở đây thì em cũng phải xem ở đây không. em không đi đâu cả. Lại cho anh, không tôi giải thích lại cho anh một lần nữa nhá. Tôi yêu cầu anh đã yêu cầu anh kiểm tra rồi còn anh không chấp hành nhá. Mình sẽ tiến hành nói giải thích với anh đang vi phạm. Vâng. Thứ hai anh là không chấp hành việc kiểm tra kiểm soát nhá. Không em nói thật với anh là ai cũng thế thôi, đi làm là phải có chuyên đề kế hoạch. Em thì em không kiểm được phép kiểm tra các anh nhưng mà em được quyền xem. Vâng, anh Quốc ơi, em đang bảo các anh ý cho xem quyết định mà các anh ý bảo là phải về về phường với cả về cơ quan. Em bảo là em không về phường, em không về cơ quan. Anh Nguyễn Hoàng Yên ạ, anh ý bảo là phải về phường, phải về cơ quan. Em bảo là em không về phường, không về cơ quan cho em xem trực tiếp tại đây. Sai đâu thì em chịu. Em sẵn sàng bị lập biên bản mà. Nhưng mà các anh cứ bảo về cơ quan thì em bảo em không về, em xem là em xem trực tiếp ở đây. Đấy, anh Nguyễn Hoàng Nguyên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thanh tra viên. Đây ạ, đường thì đường như này, vạch kẻ đường ở tận trong kia, ở trong này là không có vạch kẻ đường và cũng không có biển cấm dừng cấm đỗ ở trong cái khu đường này. Nếu mà em mà đỗ ở ngoài kia thì chắc chắn là em sai, kể cả em đỗ ở đấy, em ngồi trên xe là em cũng sai. Nhưng mà ở đây thì em không thấy cái biển nào ở trong ấy đây, em đi từ đây ra. Anh ơi, anh ý thông báo là lỗi cấm dừng cấm đỗ.
Đây, anh cho em xem quyết định phân bố công tác kiểm soát. Xong rồi em sẽ em đầy đủ giấy tờ, em xuất trình đầy đủ giấy tờ cho anh. Anh Du ơi, có nhưng mà cắm ở ngoài cái lề vạch trắng này. Chung cư Phương Đông Grand đấy, ở đường Trần Thủ Độ ạ. Ngay đầu ở chỗ đường Trần Thủ Độ. Đây ạ. Đây này. Biển thì ở tít lần trên kia là ở trong cái vạch này, ở ngoài cái vạch trắng này. Đây ạ, à, đấy thì em bảo anh rồi, anh cho em xem chuyên đề kế hoạch. Anh giải thích cho em nhá. Không, em giờ để nghe anh nói. Anh vẫn giải thích cho em rất rõ ràng. Em biết rằng hiện tại em đang dùng điện thoại để live stream. Anh cũng nói rõ ràng quan điểm như này nhá. Đây là phần đất dành cho đường Trần Lộ. Đường có tên đường Hoàng nhá. Đầu đường có biển cấm dừng cấm đỗ xe nhá. Theo nhận thức của em đây không phải là đất của đường mà đất của tòa chung cư. Anh giải thích lại với em, không phải đây là đất của đường, không phải là đất của chung cư. Đất của tòa chung cư nó nằm ở từ trong cái vạch kia hạt vào nhá. Không, à, em đang vi phạm lỗi đỗ xe thôi, có biển cấm dừng xe đỗ xe. Anh yêu cầu em chấp hành việc kiểm tra. Còn khi em nói rằng em có thể là nhận thức của em đúng hoặc sai, ta chưa nói đến chuyện đúng sai. Bây giờ anh yêu cầu em chấp hành. Còn luật có luật khiếu nại, luật có luật tố cáo. Nếu anh sai ở đâu, em có thể làm đơn, em có thể khiếu nại, em có thể tố cáo. Nhưng là công dân, anh yêu cầu em phải chấp hành việc kiểm tra. Đấy là cái đầu tiên, được chưa? Còn khi nào mà em nói rằng em đúng, thì đương nhiên rằng anh không thể xử phạt em được, mà anh còn bị kỷ luật. Đấy là điều chắc chắn. Cho nên anh yêu cầu em chấp hành. Còn nếu em khi em không chấp hành thì anh nói luôn với em rằng em đang vi phạm phạm thêm một lỗi nữa, đấy là không chấp hành việc kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ. Anh nói rõ quan điểm với em là như thế nhé. Còn em, anh hỏi em lại một lần nữa, em có chấp hành không? Nếu em không chấp hành, anh phải buộc phải gọi xe kéo đến để cưỡng chế. Em nói thật là em vẫn chấp hành. Anh thế hiện tại em chưa chấp hành. Nhưng anh ở đây với em đã lần khoảng ít ra khoảng 15 phút rồi. Nhưng mà em muốn được xem kế hoạch chuyên đề. Anh đã nói với em rằng thứ nhất, đây là địa bàn các anh quản lý. Còn anh ở đây có cả công an, có cả thanh tra giao thông chứ không phải riêng gì độc lập của mình bọn anh. Thứ hai anh đã giải thích với em rồi, tất cả đều có khiếu nại tố cáo. Nếu anh đi làm không đúng, nhà nước sẽ xử lý anh chứ không phải là em. Yêu cầu em chấp hành. Còn em, anh đã nói với em rồi, có thể nhận thức của em là đúng hay sai. Đúng hay sai ta còn một bước nữa, đấy là khiếu nại, đấy là tố cáo, đúng không? Không, chứ không, nếu mà em không chấp hành đấy là hành vi khác của em rồi đấy. Em vẫn chấp hành nhưng mà em muốn được xem. Em không chấp hành, hiện tại đến bây giờ em chưa chấp hành. Bây giờ anh nói là em yêu cầu anh cái này cái kia. Không. Mà anh hiện kế hoạch chuyên đề anh đi làm là em được xem đúng không? Em được xem đúng không? Rằng anh ở đây là có cả công an, có cả thanh tra giao thông. Anh là lực lượng quản lý ở cái địa bàn này.
nhá. Vâng. Anh là người đơn vị lực lượng quản lý ở trên cái địa bàn này. Còn em muốn xem bất cứ giấy tờ gì, thủ tục gì, anh mời em về đơn vị. Không, em không về đơn vị, em xem trực tiếp ở đây. Anh không đồng ý với việc đấy. Ai cũng đòi hỏi, chắc anh như thế thì anh làm sao được. Alo, chị ơi, chị cho em một cái xe kéo ra chỗ cần gì vậy? Các anh ý vẫn không cho em xem kế hoạch tuần tra kiểm soát. Các anh ý bảo là về cơ quan. Có anh em nào ở gần chung cư Phương Đông Glen ra hỗ trợ em với nhá. Bây giờ là anh mà không cho em xem kế hoạch với cả tuần tra kiểm soát của các anh là anh đang hạn chế quyền công dân của em, và tại thời điểm này là các anh không có. Không có, em không thể nói với anh câu đấy được. Thế thì cũng giống hết cả cái này của em, anh cũng không thể nói với em là em không chấp hành các anh được. Em đang không chấp hành. Hiện thế em vi phạm. Thế thì kế hoạch tuần tra kiểm soát của các anh cho em xem thì em cũng dở giấy tờ, kể cả em sai thì em chịu trách nhiệm. Hiện tại là em đang chưa xuất trình việc kiểm tra của anh. Bây giờ lại thứ hai nữa, anh đã giải thích cho em rằng thứ nhất, các anh là lực lượng trên quản lý trên cái địa bàn này, nhá. Anh đang phát hiện cái vi phạm thực tế của em ở đây, đấy là trực tiếp ở đây. Còn em muốn anh chứng minh cho với em rằng là kế hoạch rồi lịch công tác hay bất cứ một cái gì nữa, anh mời em về đơn vị, anh sẽ. Hiện tại em đang vi phạm. Đây là em không phải là em chưa chấp hành, mà em muốn được xem, em phải có quyền công dân của anh em. Giải thích không, lại em một lần nữa. Em phải có quyền công dân. Có luật kiểm tra. Luật đường đó. Đây, đây, anh đại loại là em phải có quyền công dân của em, là em được xem kế hoạch chuyên đề các anh đi làm. Tại thời điểm kiểm tra kiểm soát là các anh không cho tôi xem được, tức là các anh không có. Các anh ra hỗ trợ em với ạ. Em đợi 20 phút rồi mà các anh ý không cho em xem được kế hoạch tuần tra kiểm soát của các anh ý. Đây anh ơi. Đây tất cả các xe đây. Đây vạch kẻ đường ở tận ngoài này. Đây anh ơi, em đậu hẳn vào đây mà cái vạch kẻ đường với cả biển cấm dừng cấm đỗ tít ngoài kia ở trong này không có. Mà không có vạch kẻ đường luôn. Đây ạ, à, các anh còn
Đây đây đường đấy. Cả có khoảng này trống ở tít bên kia, cứ theo cái vạch cái đường này là ở trên kia là ra là bên này là đường. Các em bảo các anh ý cho xem kế hoạch chuyên đề, các anh ý không cho xem, các anh bảo là về phường em bảo các anh ý là cho em xem kế hoạch chuyên đề xong rồi em sẽ đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh ý xem, cho các anh kiểm tra. Anh ơi, anh ý là Nguyễn Hoàng Yên, thanh tra viên. Vừa nãy xuống cũng không thấy anh ý chào em. Vừa nãy xuống cũng không thấy anh ý chào em lên này, em cũng anh ý thì không có bảng tên, anh chỉ anh không có số hiệu, anh chỉ có mỗi bảng tên thôi. Vâng, các anh đang gọi xe cẩu ra, em sẵn sàng. Tại thời điểm các anh kiểm tra là em muốn xem kế hoạch chuyên đề của anh ý, các anh là không có. Mà theo em thì em cũng không vi phạm, tại đường ở ngoài kia đây là không phải là đường nữa. Trong này là không có vạch kẻ đường. Em bảo các anh ấy bảo là em xuống thì nhắc nhở cho em xin, nếu mà em sai thì cho em xin, em đánh đi chỗ khác, em không đỗ đây nữa. Các anh ấy không đồng ý. Anh ơi, em bị các anh ấy kiểm tra lỗi cấm dừng cấm đỗ, nhưng mà đỗ đường ở tít ngoài kia mà đỗ ở tận trong này. Trong này thì chả có vạch kẻ đường gì cả. Biển thì chả có, biển thì ở tít thì ngoài đường, ngoài cái vạch kẻ trắng. Đây, các anh gọi cả xe cứu hộ để cẩu. Anh ơi, ở đoạn đầu chỗ Trần Thủ Độ đấy ạ, ở chỗ sát với gầm của vành đai 3 trên cao á. Nói với anh ấy là đầu đường có biển. Vâng, đúng rồi, em là đầu đường có biển cấm dừng cấm đỗ, nhưng mà đây là đường, là đường ở ngoài kia, không phải đường trong này. Kia với là đường đây không.
Anh ơi, chưa, em đang đợi các mọi người ra hỗ trợ đây ạ. Anh có mỗi bảng tên không, à đúng rồi, không có số hiệu, không có chuyên đề, không có kế hoạch. Vâng, đúng rồi, em ở đằng sau bến xe nước ngầm anh ơi. Anh ơi, họ không có một thứ giấy tờ gì cả. Đây anh ơi. Đây, xe 29A02549. Và cả xe 31A8312 ạ. Đây, em đang hỏi các anh xem có kế hoạch chuyên đề không, mà các anh ý bảo là về trụ sở. Thế em chả lẽ em cũng bảo là về nhà em cho xem giấy tờ. Bây giờ bắt em ở đây thì em phải xem kế hoạch với chuyên đề ở đây chứ. Đây, các ông ấy chỉ có giao cho một ông làm việc với em mà ông ấy làm cũng không chào em. Đây, xe của em đỗ gọn đây, trong này không có vạch kẻ đường, không có gì cả. Vạch kẻ đường là ở ngoài kia. Đây. Vâng anh Nhím ơi. Đây anh ý là tên là Yên. Đây anh đang nghe điện thoại. À buổi hôm nay đi à, quay rõ từng người à? Vâng, để em. Anh ơi, cho em xin tên của anh với hôm nay để em. Vâng, anh là Nguyễn Mạnh Trinh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đây, đây là công an phường ạ. À, thanh tra viên thì không có bảng tên anh ạ. Vâng, đây để em. Hai anh ơi, cho em xin cái bảng tên của hai anh với ạ. Không, ô, hội, em là em phải quay đầy đủ để em có anh Quách Xuân Chiến. Vâng. Anh cho em xin tên của anh với ạ. Anh Vũ Hoài Sơn ạ, vâng. Vâng, anh Yên anh. Vâng. Anh là thanh tra viên. Vâng. Là người được thẩm quyền theo luật. Vâng. Kiểm tra và xử phạt vi phạm đối với em. Cần mấy các anh này chỉ là những người hỗ trợ anh không có không được em cái này anh để anh nghe nói hết sau cái sự việc hôm nay kiểm tra ở đây anh cũng đã gọi điện lên ủy ban nhân dân phường cũng xác định rằng cái phần đất này là quy hoạch cho điểm đỗ xe cho điểm đỗ xe ạ. Quy hoạch cho điểm đỗ xe nhưng muốn đỗ xe đây thì phải được cấp phép cho nên đây nó là cũng là nó dựa là
sai, nó là xung đột giữa cái nhận thức của em nói rằng đây có thể là đỗ được xe, anh thì nói rằng ở đây không đỗ được xe. Thì được rồi, ở đây là hôm nay coi như ở đây thì bởi vì là có thể là anh vẫn nhận chưa phải là người đúng, anh nhắc nhở em nhá, em di chuyển xe ra vị trí khác. Vâng. Thế bây giờ mấy người kia thì anh kia, ông kia cũng là anh của em, để em bảo anh ấy. Em không phải nói câu đấy. Vâng. Anh biết mình phải giải quyết như thế nào. Khi mà anh nói luôn phạt tiền, bọn anh đi là người thực thi công vụ, phạt tiền thì là tiền vào kho bạc nhà nước, chứ không phải là bọn anh làm cái gì mà phất tất ở đây cả. Khi đúng, khi chính xác bọn anh mới ra quyết định xử phạt. Đây mới là biên bản ghi nhận cái sự việc thôi. Còn nếu không đúng, anh cũng giải quyết trường hợp này giống như em thôi. Em không phải lo chuyện này. Tất cả mọi người đây đều bình đẳng trước pháp luật và đều giải quyết giống nhau. Nhưng trước mắt thì anh yêu cầu em di chuyển xe ra vị trí. Vâng, để em ra bảo ông anh trai em đã. Ấy ông anh trai em. Anh ơi, các anh nhắc nhở thôi. Nhá. Vâng. Anh ơi, tắt bỏ điện thoại đi, tắt bỏ điện thoại đi. Đi xe chỗ khác không tương tự đâu. Ông nhắc nhở thôi, đi đánh bỏ xe ra đi. Thôi em đi có việc tí xong rồi. Thế thì các anh lập biên bản mấy người vừa nãy là các anh lập sai người ta. Em cảm ơn các anh nhá, lại là nhắc nhở nhá. Các anh bảo ở chỗ này là chỗ quy hoạch đỗ xe, lại là nhắc nhở. Ok, em cảm ơn nhá.